như là em đây, bởi vì chứ biết là 50 triệu tiền cọc, có tiền nhà mà quá nhiều đi, làm sao mà có thể gánh được nổi hết. Mà trong cái đó dịch này là thực hiện bất khả kháng, ai cũng biết rằng các hợp đồng nếu như mà không có dịch á thì có thể rất là dễ dàng luôn, thuê cả năm mấy rồi không có bao giờ mà thiếu tiền hết trơn á, chỉ có dịch thôi mà nó làm như vậy. Nhưng mà chủ nhà người ta không xương xó, người ta không có thấy bây giờ cái trong hợp đồng làm sao mà làm như được. Bây giờ chú làm ơn chú đọc cái bản hợp đồng nói gì hết hợp đồng rồi, không thể hợp đồng làm cái gì, bây giờ là tháng rồi này hợp đồng nhà ấy là đặt cọc 50 triệu, nếu mà bên A như bên nhà chị mà phá hợp đồng mà lấy nhà trước phải đền cọc một gấp đôi, nếu như đấy là bỏ, nếu mà bên B bây giờ thuê là 2 năm mà bây giờ vi phạm hợp đồng bỏ trước không đúng hạn hợp đồng thì coi như bên đó bỏ cọc. Nhưng bây giờ mới được 14 tháng bỏ cọc, bây giờ lại cứ vi phạm. Nói vậy hiểu rồi bác, nhưng mà đang trong ngôi gì khó đúng khăn rồi, thì ta phải tính toán với nhau. Phải hiểu chứ đúng không? Chứ làm sao ta phải là con muốn vậy đâu. Chứ nó ở mà nó không khả năng nó lấy không, thì... Không phải, không hiểu. Chứ phải là không lấy đâu. Bây giờ bớt hay không được quyền tôi, chứ phải quyền. Đúng. Bây giờ tôi đã bớt là 2 triệu là 20 triệu. Đúng, con chấp nhận. Con chấp nhận. Nhưng mà lần thanh nó không đóng. Mới có 8 ngày nhưng mà không đóng. Mới có 8 ngày là đủ luôn. Mới có 7 ngày đóng trễ là đủ luôn. Sang ngày thứ 8 cái gì? Đúng. Sang ngày thứ 8 đủ luôn rồi. Trong quá đâu á. Trời ơi, con đất tội nguyên cái nhà của sẽ mấy tháng liền ôm, không phải không ôm đâu. Trời ơi. Mày ghi âm lại này. Đến đâu? Tiền một lúc mắc hết đó. Tiền một lúc mắc hết. Người ta vậy đó. Nhà giàu mà vậy đó. Cứ xem. Giờ mày có làm mà nghèo cũng làm mà. Không phải là nhưng mà người ta phải hiểu. Nói ngày thứ 7 là đủ đi rồi. Chú chỉ giải quyết một hôm nay là xong. Còn vấn đề tiền cọc giữa mình với cô này để mình giải quyết, còn phải xin mời thưa ra tòa. Không nói nhiều. Dạ mày đưa. Cô đã nói mẹ vô tình. Vô tình. Là đúng rồi. Thì là cô bà chủ là mời chị đi ra khỏi nhà rồi. Hay kiểu gì? Thì còn tiền cọc bao nhiêu nữa thì bây giờ? Là 50 ạ. À? À thì bây giờ tính toán là giữa hai bên. Rồi giữa em thì tính toán là mấy đầu này. Tại lúc bây giờ, đó là bây giờ, nhà, bây giờ thật sự là chủ nhà. Thì chủ nhà chủ không có thể mà hiểu thông cảm cho người thuê như là em đây. Bởi vì chỉ biết là 50 triệu tiền cọc. Có tiền nhà mà quá nhiều đi, làm sao mà có thể gánh được nổi hết. Mà trong cái đó dịch này là thực hiện bất khả kháng, ai cũng biết rằng các hợp đồng nếu như mà không có dịch á thì có thể rất là dễ dàng luôn, thuê cả năm mấy rồi không có bao giờ mà thiếu tiền hết trơn á, chỉ có dịch thôi mà nó làm như vậy. Nhưng mà chủ nhà người ta không xương xó, người ta không có thấy bây giờ cái trong hợp đồng làm sao mà làm như được. Nói gì hết hợp đồng nhưng rồi. Không thể hợp đồng làm cái gì, bên kia là thắng rồi. Này, cái hợp đồng nhà ấy là đặt cọc 50 triệu. Nếu mà bên A như bên nhà chị mà phá hợp đồng mà lấy nhà trước phải đền cọc một gấp đôi. Nếu như đấy là bỏ. Nếu mà bên B bây giờ thuê là 2 năm mà bây giờ vi phạm hợp đồng bỏ trước không đúng hạn hợp đồng thì coi như bên đó bỏ cọc. Nhưng bây giờ mới được 14 tháng bỏ cọc, bây giờ lại cứ vi phạm. Nói vậy hiểu rồi bác, nhưng mà đang trong ngôi gì khó khăn rồi, thì ta phải tính toán với nhau. Phải hiểu chứ đúng không? Chứ làm sao ta phải là con muốn vậy đâu. Chứ nó ở mà nó không khả năng nó lấy thì... Không phải, không hiểu. Chứ phải là không lấy đâu. Bây giờ bớt hay không được quyền tôi, chứ phải quyền. Đúng. Bây giờ tôi đã bớt là 2 triệu là 20 triệu. Đúng, con chấp nhận. Con chấp nhận. Nhưng mà lần thanh nó không đóng. Mới có 8 ngày nhưng mà không đóng. Mới có 8 ngày là đủ luôn. Mới có 7 ngày đóng trễ là đủ luôn. Sang ngày thứ 8 cái gì? Đúng. Sang ngày thứ 8 đủ luôn rồi. Trong quá đâu á. Trời ơi, con đất tội nguyên cái nhà của sẽ mấy tháng liền ôm, không phải không ôm đâu. Trời ơi. Mày ghi âm lại này. Đến đâu? Tiền một hôm mắc hết đó. Tiền một hôm mắc hết. Người ta vậy đó. Nhà giàu mà vậy đó. Cứ xem. Giờ mày có làm mà nghèo cũng làm mà. Không phải là cướp mà đâu. Nhưng mà người ta phải hiểu. Nói ngày thứ 7 là đủ đi rồi. Chú
xong, còn vấn đề tiền cọc giữa mình với cô này để mình giải quyết, còn phải không phải, xin mời thư ra tòa, không nói nhiều. Về mày đưa cổ đã nói mẹ không, nó cổ đã nói mẹ vô tình, là vô tình. Vấn đề của con phải hơn là để chị đi thôi. Ừ. Mà đúng rồi. Thì là cô bà chủ là mời chị đi ra khỏi nhà rồi. Cái kiểu gì thì còn tiền cọc bao nhiêu nữa thì bây giờ là 50 ạ. À, thì bây giờ tính toán là giữa hai bên.